đã lớn vạch trần mục đích livestream của nam em. Jack từng phủ nhận chuyện làm giáo viên. Mình được thông báo ngày theo chồng về dinh. Trong khi đó, Phạm Hương có phản ứng trước nghi vấn dạn nứt hôn nhân. Địch Lệ Nhật Ba gặp sự cố nghiêm trọng khi trình diễn. Kim Tề Hy thắng thế trước Song Hye kiều Chuyện gì đây? Xin chào, lại là Quốc Huy đây. Ngay bây giờ, xin mời mọi người sẽ vào từng nội dung có trong giải trí Ibis ngày hôm nay. đài lớn hé lộ mục đích live thật sự của nam em. Ngày này cuối cùng đã tới, như bao nghệ sĩ vướng ồn ào khác thì nam em đã chính thức được đài lớn gọi tên. Mặc dù hình ảnh nhân vật bị che mờ, song ai cũng biết người ấy là ai. Đáng nói không chỉ nhắc đến ồn ào liên quan tới người đẹp tiền giang, đài này còn ra lời phân tích mục đích thật sự sau màn live của nam em là gì. Người đẹp từng nói, mọi người nghĩ em lên đây live stream là để lấy tiền, chơi pk, thách đấu trực tiếp để kiếm cơm á, thật sự là không phải. Thay vì người ta nghỉ tết em vẫn muốn lên đây để tâm sự với mọi người này nọ. Tuy nhiên sau đó không lâu vẫn là nam em, nhưng với phát ngôn, tôi mới ký hợp đồng với một công ty livestream để nhận hoa hồng, nhận kim cương để sống nè. Một ngày tôi livestream tôi kiếm được từ 1 đến 2 triệu, vậy là vui rồi. Ồ là sao ta? Vậy thì bạn nghĩ sao trước những lời phân tích này từ đài kia? Hãy chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của mình để ai biết được biết nha. Jack từng phủ nhận chuyện làm giáo viên Drama giữa Jack và Virus hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí fan của giọng cá biến tre còn vào ăn thua đủ với Virus khi cho rằng anh không hiểu về thần tự của cô mà đi phán như đúng rồi. Đặc biệt người này còn khẳng định Jack từng làm giáo viên âm nhạc ở một trường tiểu học trước khi lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Câu chuyện như dần sáng tỏ khi mới đây, đoạn clip Jack thổ lộ chưa từng đi dạy được đào lại. Trong clip thì KICM ICM tỏ ra khá bất ngờ khi nghe tin Jack từng là thầy giáo. Tuy nhiên, giọng ca em gì ơi đã nhanh chóng lắc đầu và vội giải thích. không tin Jack cũng cho biết thêm, ngày xưa em có học thanh nhạc nhưng mà trong quá trình học người ta cho mình đi khảo sát, đi dạy, đi thực tập nhưng mà em không có làm thầy giáo. Rồi tới công chuyện phản Jack chuyến này rồi. Hoài Lâm công khai thể hiện tình cảm với bạn gái trên livestream. Mặc dù ai ai cũng biết bạn gái của Hoài Lâm là ai, xong phải đến mới đây thì sao Nam mới thoải mái công khai nửa kia trên không gian mạng. Ở diễn biến mới thì cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại một khoảnh khắc cách đây khá lâu của Hoài Lâm trên live streams. Lý do khiến cho đoạn clip này nhận được sự chú ý trở lại là vì có sự xuất hiện của bạn gái Hoài Lâm tên là Kim Ngân. Trong clip, Hoài Lâm xuất hiện trên livestream với vẻ ngoài tươi tắn, trang phục giản dị, người yêu của nam ca sĩ ngồi bên cạnh để cùng Hoài Lâm giao lưu, tương tác cùng với khán giả. Đang nói thì cặp đôi dù đang trên sóng trực tiếp, thế nhưng họ không ngại phát cẩu lương bằng cách làm hình trái tim bằng tay với nhau. Trước hành động của cặp đôi thì không ít người phải xuyên xoa cho rằng cả hai có nét phù thế quá nè. Vậy thì các bạn, bạn thấy sao? Ý nhi chuẩn bị chinh chiến ở Miss World Mặc dù có một lịch trình học tập và làm việc dày đặc ở nước ngoài, song thời gian qua thì Ý Nhi vẫn chăm chỉ cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội. Và những ngày cuối tuần thì người đẹp sẽ dành nhiều thời gian để nấu ăn, tập luyện thể thao. Theo chia sẻ của Hoa hậu Ý Nhi, cô nàng vẫn duy trì cho buổi tập luyện trong 50 phút cho các bài tập để duy trì được vóc dáng và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nàng hậu thường nghe nhạc trong lúc tập luyện để giúp giảm căng thẳng. Thời gian tập của Ý Nhi được công chúng đánh giá khá dài và thường rơi vào những bài tập nặng được sử dụng để tăng cơ, siết body. Điều này làm rộ lên nghi vấn người đẹp đang trong những bước chuẩn bị để chinh chiến đấu trưởng nhà sắc quốc tế sắp tới. Liệu rằng Hoa hậu Ý Nhi có phải làm người kế tiếp Mai Phương ở Miss World mùa kế tiếp hay không? Hãy cùng đưa ra lời dự đoán điều này cùng với Ibis nha. Giữa nghi vấn dặn nứt hôn nhân, Phạm Hương lập tức có phản ứng. Trước một lần công khai diện mạo cũng như danh tính của chồng, song với những lần lộ hints của Phạm Hương gần đây, thì người đẹp cho thấy đang có một cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ. Tuy nhiên, các thành soi mạng xã hội những ngày gần đây đã soi ra việc cô nàng không đeo nhẫn cưới, làm rộ lên tin đồn trục trặc hôn nhân. Ở diễn biến mới thì Phạm Hương đã đăng tải bức ảnh chăm chỉ làm việc trong cửa hàng hoa tại Mỹ. Dù không trực tiếp lên tiếng về tin đồn liên quan đến mối quan hệ với chồng đại gia, nhưng cô đã khéo léo khoe chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út. Động thái này của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2015 như ẩn ý chuyện chúng tôi vẫn hạnh phúc, bạn đừng lo vậy đó. Sau 5 năm hôn nhân với chồng đại gia thì Phạm Hương đã có một cuộc sống đổi thay. Cô nàng sống trong biệt thự sang trọng, đi xe siêu sang và sở hữu bộ siêu tập hàng hiệu. Và thì bạn nghĩ sao về cuộc sống hiện tại của Phạm Hương nơi trời Tây? Minh Tú thông báo ngày theo chồng về dinh. Chuyện tình yêu của siêu mẫu Minh Tú và bạn trai người Đức đã chính thức có cái kết viên mãn. Trên trang cá nhân thì siêu mẫu Minh Tú đã chia sẻ khoảnh khắc khóa môi bạn trai kèm theo tấm thiệp hồng thông báo thời gian lên xe hoa là vào ngày 13 tháng 4. 10 năm hành trình, 5 năm, năm yêu thương, một đời chung bước. Bên dưới bài đăng của Minh Tú thì vô số bạn bè, người hâm mộ đã gửi lời chúc phúc tới cô. Minh Tú từng chia sẻ tình yêu của cô và bạn trai ngoại quốc từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, đặc biệt là khoảng thời gian yêu xa trải qua hơn một thập kỷ bên nhau cùng với sự hợp tan rồi lại hợp, Minh Tú cảm nhận rõ nhất về nửa kia là sự tin tưởng, thấu hiểu ngày một lớn. Người mẫu cho biết thời gian qua cô đối mặt với nhiều biến cố, sự chân tình, lời động viên tinh thần của bạn trai đã giúp cô mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp. Ai biết sẽ được gửi lời chúc mừng tới Minh Tú và bạn trai ngoại quốc của cô nàng nè. Nhà hàng ảnh cưới xịn sò của Quang Hải và Chu Thanh Huyền như Ibis đã chia sẻ trước đó thì đám cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền sẽ chính thức diễn ra vào một ngày của tháng 3. Mới đây thì bà xã nam cầu thủ nổi tiếng đã xả kho bộ ảnh cưới cực chất lượng. Có thể thấy thì cặp đôi chụp hình theo concept lãng mạn, ngọt ngào. Đặc biệt là Chu Thanh Huyền cô lựa chọn váy cưới thiết kế hiện đại, khéo léo khoe vóc dáng chuẩn chỉnh khiến cho nhiều chị em ao ước. Còn đối với Quang Hải thì anh chàng vô cùng bảnh bao trong bộ vest lịch lãm. Cả hai tự tin thoải mái tạo dáng trước ống kính. Cùng đứng chung một khung hình, nhiều người nhận xét cả hai có nét phù thê đó nha. Trước đó, vào ngày mùng 1 tháng 1, 2024, Thầy Quang Hải và Chu Thanh Huyền đã làm đám hỏi sau hành trình dài yêu nhau để ngọt ngào mà cũng có những sóng gió. Năm cầu thủ gốc Đông Anh chỉ biết anh rất trân trọng bạn đời bởi cô ấy đã đồng hành và thấu hiểu cùng anh trong những khoảng thời gian khó khăn. Đình Lê Nhiệt Ba gặp sự cố nghiêm trọng khi trình diễn Xin em mới đây đưa tin, nữ idol Đình Lê Nhiệt Ba gặp sự cố nghiêm trọng khi tham gia chương trình Xuân Vãn Tết Âm Lịch. Thông tin lập tức lọt Top Weibo. Tổng đạo diễn tiết mục Xuân Vãn 2024 của CCTV, Tân Tranh cho biết Địch lệ Nhật Ba bị té ngã trong quá trình chuyển cảnh tiết mục Múa Tân Cương, nơi diễn viên cho thấy sự chuyên nghiệp khi nhanh chóng đứng dậy, chạy về vị trí chuẩn bị cho điện nhạc tiếp theo. Cú ngã khiến cho mỹ nhân Tân Cương bị dạn xương, mặc dù gặp sự cố nghiêm trọng, song Địch lệ Nhật Ba vẫn tự tin với nụ cười tươi, tỏa ra năng lượng tích cực khiến không ai nghĩ rằng cô đang nén đau. Cơ đó khán giả lại càng thêm yêu mến, nể phục sự kinh nghiệm của Địch Lệ Nhật Ba. Vậy thì con bạn, bạn thấy sao? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình để ai được biết nhà Kim Tae Hee thắng thế trước Song Hye Kyo. Chuyện gì đây? Nhà sản xuất Mỹ gốc Hàn Daniel De Kim mới đây đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh chụp chung với nữ diễn viên xinh đẹp Kim Tae Hee đính kèm dòng trạng thái chào mừng đến với Butterfly. Tôi rất vui vì Kim Tae Hee đã ở đây. Qua chi tiết này có thể thấy Kim Tae Hee đang dục dịch chuẩn bị cho vai diễn quốc tế của mình trong Butterfly. Đây là dự án đến giới bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Nhiều người cho rằng Kim Tae Hee đã thực hiện hóa giấc mơ Hollywood của mình. Trước đó, cô và Birin đã tậu nhà tại Mỹ để phục vụ cho việc học tập của hai cô con gái trong tương lai cũng như việc bản thân đóng phim tại đây. Như vậy, có thể thấy Kim Tae Hee đã vươn tầm thế giới, điều mà Song Hye Kyo có lẽ vẫn đang cố gắng để đạt được. Vậy thì bạn nghĩ sao về điều này? Ấn định thời gian tổ chức Miss Universe 2024 sau mùa giải 2023 thành công với kết quả khiến cho công chúng hài lòng, Miss Universe đã có những thông tin đầu tiên về mùa giải của năm 2024. Theo đó, Miss Universe 2024 sẽ được tổ chức vào tháng 11 sắp tới tại Mexico với sự tham gia của hơn 100 thí sinh tham dự. Wow, đây là một con số khủng nhất lịch sử của cuộc thi trong năm qua đó nha! Hiện tại đã có 7 quốc gia công bố người đẹp chinh chiến Miss Universe năm 2024, bao gồm Bỉ, Pháp, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mông Cổ và Venezuela. Việt Nam có lẽ vẫn đang cân nhắc cử chiến binh tham gia cuộc thi nhan sắc này. Miss Universe năm 2023 trước đó đã diễn ra tại El Salvador và gọi tên người đẹp Nicaragua, Janice Palacios là người chiến thắng. Vị trí Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về đại diện của Thái Lan và đại diện của nước Úc. Trong khi đó, Bùi Quỳnh Hoa đại diện của Việt Nam đã ra về tay trắng. Vậy thì cái tên nào bạn nghĩ đến sẽ đại diện Việt Nam tham dự mùa giải mới? Hãy chia sẻ điều đó với Ibis nha! Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại giải trí Ibis. Cô Huy xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.